đem tình yêu thương của Thượng Đế. Pháp nhiệm màu diệu âm Thượng Đế ban cho nhân gian tình ngộ. Loài người nào biết gì đâu, nông nam á cuồng phong, thế giới sắp tận diệt. Ru ma nói họ có biết gì đâu. Ta và học trò ra đạo cô rồng, tham thì nhập tình giữa biển khơi, cánh cho thế giới được bình yên, chẳng ăn cơm cùng phong và bao tố. Chẳng ai biết đường tu dài to, chẳng ai hiểu ngôn ngữ của ta, vì chúng sanh đều là nhân loại, vì thế gian bị che phủ bởi vô minh. Họ đang sống trong nghiệt ngã, hằng hà xa số bao đời này, chẳng thấy minh sư không bao giờ giác ngộ. Ta là minh sư tại thế đời này đây. Bao năm tháng lời kinh ta không ngừng nói, lực lượng tình thương xua tan đi nghiệp chúng sinh phù dày. Ta ngồi lặng yên cầu Thượng Đế giáng tình thương, đánh tan đi nghiệp chướng biển đông, cho loài người sống bình an. Kính bạch minh sư, hôm nay ban làm việc chúng con có tổng hợp được một số câu hỏi của các vị thiền sinh và quý mộ đạo khắp nơi trên thế giới gửi về. Chúng con xin minh sư ân điển khai thị các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, kính bạch minh sư, theo chúng con được biết, gần đây có một số thiền sinh diệu âm đã theo dõi phương pháp thiền của các vị thầy khác và đã tập thiền theo cách mà họ dạy. Mặc dù biết rằng các vị thầy đó dạy không sai, nhưng con thắc mắc, họ đã có pháp, có minh sư rồi, tại sao lại còn chạy theo các phương pháp thiền của những vị thầy khác? Nếu họ tu như vậy thì có đạt kết quả gì không? Con nghĩ một người mà đứng trên hai chiếc thuyền thì sẽ không an toàn. Kính xin minh sư khai thị, con xin cảm ơn minh sư. Om Ruma. Thì quý vị nói, quý vị đã trả lời rồi. Thôi thì cứ để như vậy đi, không sao đâu. Hãy cho một kiếp người chỉ sống được 100 năm thôi. Tất cả chúng sanh đều luân hồi, đời đời kiếp kiếp đều luân hồi. Thì thôi luân hồi thêm vài trăm vạn ức kiếp nữa cũng đâu có mắc mát gì bao nhiêu đâu. Đó là vậy. Minh sư đời đời kiếp kiếp xuống nhân gian. Thấy không? Nhưng đời này của ta chỉ có một đời mà thôi. À, vậy. Họ muốn chịu cực chịu khổ nữa, họ muốn luân hồi xuống đây chịu bao nhiêu sự khổ ái nữa thì tiếp tục mà chịu sự khổ ái. Đời đời kiếp kiếp, thánh nhân và Bồ Tát và minh sư đều xuống nhân gian và độ chúng sanh. Chúng sanh đứng núi này và trong núi nọ, chân ướt chân ráo cái kiểu đó đó. Có chúng sanh nào muốn về thế giới giải thoát đâu. Cho nên thấy hằng hà sa số thế giới chúng ta, chúng sanh gọi là triền miên đau khổ đây. Thấy thời nay không? Bước vào đầu năm 20 thấy không? Dịch bệnh triền miên. Vừa dịch bệnh rồi thiên tai bão tố khắp mọi nơi. Rồi xảy ra bao nhiêu sự tranh giành chính trị quyền lực nữa đây. Nó là vậy. Đời đời kiếp kiếp chúng sinh đó là như vậy. Thì thôi thôi, quý vị nếu quý vị có pháp rồi thì quý vị nên giữ cho mình cái pháp tu một đời này đi. Nếu họ muốn giữ, họ muốn tu, họ nghĩ rằng là họ sẽ tu tốt thì cứ để cho họ tu. Hiểu chưa? Mình đừng có xen vào, sư phụ không xen vào. Hiểu chưa? Ta đã bao nhiêu giáo lý của sư phụ đã nói rõ vô cùng rồi. Trên mười mấy năm nay ta đã giảng bao nhiêu lời giáo lý thượng thừa rồi. Thì thôi, thì họ muốn tu làm sao thì mình cứ để như vậy. Hiểu chưa? Để đến khi câu hỏi sẽ trả lời cho họ sau khi trang cuối cuộc đời họ khép lời. Hiểu chưa? Sống có 100 năm mà. Hiểu chưa? Quý vị làm gì mà lo lắng thế? Hiểu vậy? 100 năm nữa thì họ sẽ biết. Hiểu chưa? Cứ để gì đi, không có sao cả.
trái tim họ biết và lương tâm họ biết rằng là họ có được đi về thế giới giải thoát hay không. Họ đã có tu rồi, hiểu chưa? Cho nên là thôi, cứ quý vị cũng đừng có đau lòng, cũng đừng có thắc mắc làm gì với thế giới này đây. Đời đời kiếp kiếp nhân gian và nhân loại sống trong sự khổ ải và triền miên cái sự đau khổ này đây. Bây giờ mình có muốn cho họ sống sung sướng đi nữa đi, sống sự an lạc, bình an, sống sự giải thoát đi nữa cũng rất là khó. Ta đã gọi là bao nhiêu đời kiếp ta đã xuống, đời đời trăm ngàn vạn ức kiếp ta đã hạ phàm xuống đây rồi, độ bao nhiêu chúng sanh rồi. Nhưng mà nhìn lại nữa, thế giới này cũng vẫn ô trược, vẫn là ô trược. Càng thế giới càng văn minh thì càng ô trược, càng chúng sanh càng bị chìm đắm trong sự khổ ải của kiếp làm người này thôi. Thôi thì bây giờ chư phụ chỉ độ người có duyên, đó là vậy. Nếu mà họ muốn giải thoát thì cứ giữ pháp âm thanh và ánh sáng này mà một đời giải thoát, ta đã nói rồi. Còn không có cái pháp nào mà gì đưa cho họ giải thoát cả, lương tâm họ cứ nhảy tới nhảy lui giống như quý vị đã nói vậy đó. Câu hỏi của quý vị chính là câu trả lời cho quý vị đó. Hay chưa? Quý vị nói, quý vị đã tự trả lời rồi, thôi mình đừng có xen vào, cứ để như vậy đi. Okay. Chúng con xin cảm tạ Minh Sư. Con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Kính bạch Minh Sư Ruma, con là người tại gia tu pháp môn âm thanh và ánh sáng của Ngài. Con có một người con trai đã từng là người xuất gia của Ngài, nhưng sau một thời gian bị sự tác động của cõi đời và những áp lực ở thế gian nên đã hoàn tục trở về với thế giới con người. Con là người vô minh, nghiệp dày, phước mỏng, không biết thực hư thế nào nên đã nông nổi nhất thời nghe theo con trai của con, bỏ Ngài và tu theo pháp môn khác. Nhưng khi tu theo pháp môn khác, càng tu con càng cảm thấy mình đau ốm, khổ ải và lúc nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng vì thương con của con nên con không dám nói với nó, mà cứ tiếp tục gật đầu theo những gì nó nói không tốt về Minh Sư. Bây giờ, tuy con đã quay trở lại thiền định pháp môn diệu âm, nhưng tâm lúc nào cũng cắn rứt, đau khổ, không còn mặt mũi đến gặp thiền sinh hoặc trực diện với Minh Sư. Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, cuộc đời của con cũng đã đến tuổi xế chiều. Cho nên, con cầu xin Minh Sư hãy từ bi âm thầm giúp đỡ cho con, để trong quãng đời còn lại của mình, con được đi trọn vẹn bước đường tu hành này với Minh Sư. Con vô cùng cảm ơn Minh Sư. Tiếp tục tu đi, không sao, quãng đời còn lại bao nhiêu tiếp tục tu. Sau khi trang cuối cuộc đời quý vị khép lại, ta sẽ đến. Gắng cố gắng thiền định và tu hành, đây cũng là một oan nghiệp thôi. Chúng sanh đời đời là như vậy. Thôi thì gắng cố gắng, cố gắng. Sư phụ chúc cho quý vị bình an trong cuộc sống này. Là một kiếp con người không ai hoàn mỹ, là một kiếp con người không ai gọi là làm một điều gì sai lầm đâu. Hiểu chưa? Thì thôi lấy những điều vấp ngã này trở thành một bài học cho cuộc đời của mình. Chúng sanh là vậy, đứng núi này trong núi nọ. Hiểu chưa? Mong muốn điều này, mong muốn điều kia. Cứ mong và cứ mong, cứ mơ, sống trong cái thế giới ảo giác này đây, sống trong cái thế giới mộng tưởng này. Vậy cho nên đời đời kiếp kiếp có khi nào một đời tốt đẹp bao giờ đâu. Thôi đi, thì thế giới này nó đã như vậy, ta biết và ta đã ngộ ra được nó. Thôi thì mình nên lấy lòng thương và lòng từ bi và tha thứ và tha thứ. Chư phụ biết thế giới ảo giác, thế giới triền miên đau khổ. Ta ở những cái đất nước này đây, ta đã hy sinh cuộc đời của mình, đã đi tìm ra con đường giác ngộ, đã nói rồi, vậy chưa? Thì thôi, ai muốn tu thì sư phụ chỉ. Đó là vậy, ta đã nói rõ rồi. Ta lấy tính mạng của mình và lấy luôn cả cuộc đời của ta. Thì thôi, ta lấy cuộc đời của mình đã hy sinh cho nhân loại rồi. Không phải là chỉ mới có mười mấy năm nay thôi, mà từ nhỏ đến lớn ta đã sống như vậy. Cho nên ta không màng đến bất cứ những việc gì ở thế giới con người nữa. Ta đã ngộ ra nó, đã muốn đi tìm ra con đường giải thoát này. Nhưng đã nói rồi, sư phụ đã tìm ra được nó. Ai muốn đến cùng ta, chung hưởng với cái thế giới an lạc và giải thoát đời đời, không bao giờ nằm trong sự khổ ải nữa, ta sẵn sàng để chia cho quý vị. Ta sẵn sàng dìu dắt quý vị. Còn nếu mà muốn
chôn vùi cuộc đời của mình và linh hồn của mình trong cái thế giới ô trược và mộng tưởng này, thì quý vị cứ mà làm, sư phụ không cách nào kéo quý vị ra nếu quý vị không cho phép và quý vị không muốn đó. Hay, thế bây giờ phải làm gì trong cái thế giới này? Chúng sanh đời đời sống trong sự khổ ải này, bậc làm phụ huynh thì quý vị phải nên nhìn kỹ lại những gì tốt xấu, tha thứ và thương yêu. Quãng đời còn lại quý vị, nếu có đức tin với ta, không tốn một đồng một xu nào cả, có đức tin với sư phụ, quý vị cứ tiếp tục tu. Pháp của ta không lấy quý vị một xu một đồng, pháp của ta cũng không nhận quý vị bất cứ điều gì cả. Hiểu chưa? Bởi vì ta sẽ dẫn đường chỉ lối cho quý vị đi về thế giới an lạc và bình an trong thế giới mộng tưởng này đây. Ok, đi ra khỏi cái thế giới đau khổ triền miên của kiếp làm người. Chúng con xin cảm tạ Minh Sư. Kính bạch Minh Sư, lúc trước con đã được một vị Minh Sư ở Đài Loan truyền tâm ấn, nhưng con đã đi lạc đường. Vài năm trở lại đây, con đã quen một người bạn. Khi về nhà bạn ấy chơi, con đã thấy pháp tướng Minh Sư treo trong nhà. Con hỏi thì bạn đã chia sẻ cho con biết những thông tin về Minh Sư. Con bắt đầu theo dõi các bài thuyết giảng của Minh Sư trên mạng và cảm thấy vô cùng thích thú. Có một lần, con nằm mơ thấy con đang ngồi bên bờ hồ và Minh Sư đã đến truyền tâm ấn cho con. Một lần khác, con mơ thấy con đang ngồi nghe Minh Sư thuyết giảng trong thiền đường. Con vui mừng lắm. Kính thưa Minh Sư, việc con nằm mơ thấy Minh Sư truyền tâm ấn cho con, như vậy là con đã có pháp chưa? Hay con cần phải làm những thủ tục gì mới được Minh Sư ban truyền chánh pháp? Kính xin Minh Sư khai thị. Đã được truyền tâm ấn rồi, đã có pháp môn âm thanh ánh sáng này rồi, thì cứ tiếp tục tu bất cứ những vị Minh Sư nào trên thế giới này. Vậy đây, nếu mà mình đã có pháp với một vị Minh Sư nào đó, hay chưa? Thì mình chính là mình đã có duyên với cái pháp tu hành này. Thì thôi, mình đã có pháp rồi thì cứ giữ pháp nắm trong tay của mình, tiếp tục tu, ở chỗ nào cũng có thể tu, đặt đức tin của mình với Thượng Đế, với bản thân của mình, cố gắng ăn chay và thiền định. Thì ăn chay và thiền định là một cuộc sống bình an và phúc lạc cho mình. Cứ tiếp tục tu, tiếp tục giữ pháp mà tu. Nếu có đức tin với ta và có duyên với sư phụ trong đời này, cứ tiếp tục giữ đó, giữ đức tin đó tu hành. Bảo đảm 100% cho quý vị, sau khi trang cuối cuộc đời của quý vị sẽ đi về thế giới giải thoát này, không còn nằm trong cái sự khổ ải và trầm luân trong cái thế giới ô trược của kiếp làm người này. Okay. Chúng con xin cảm tạ Minh Sư. Con xin phép được đọc thắc mắc tiếp theo của vị thiền sinh này. Ngài đã đạt quả vị chánh đẳng chánh giác, vậy tại sao trên con đường hoằng pháp độ sanh của mình, Ngài lại còn gặp nạn khổ ải của nhân sinh? Kiếp nạn này vẫn còn dồn dập đến với các vị Minh Sư khi ra hoằng pháp độ sanh hay sao? Tại sao các vị Minh Sư đời nào xuống nhân gian độ thế cũng có học trò phản bội thầy, không biết tôn sư trọng đạo? Như tôi từng biết, Ngài có nhiều học trò phản bội, nhưng Ngài vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra. Kính xin Minh Sư khai thị thêm. Ta có để ý đâu mà biết rằng nó phản bội hay là không phản bội, đó là chuyện của nó thôi, hiểu chưa? Nếu nó muốn hướng về ánh sáng thì nó hướng, còn bây giờ nó không hướng về cái ánh sáng thì nó hướng về cái bóng tối, thì cuộc đời của nó sống trong bóng tối. Sư phụ có để ý đến nó bao giờ đâu. Nó là vậy. Nếu nó muốn đến được với ta thì nó đến, còn nếu đến không, nó không muốn được đến với sư phụ thì thôi, ta phải đành chấp nhận thôi. Thì sư phụ chỉ đem là tâm lòng từ bi bác ái này của ta và độ chúng sanh thôi. Còn bao nhiêu những việc gì đó của học trò, nếu nó tin thì tốt cho nó không tin thì thôi. Nước biển bao la mênh mông, trong lành như vậy, nếu chúng sanh nào muốn đắm vào đó để rửa đi những cái sự bận cận dơ của mình thì ok, biển cũng vẫn ở đó mà thôi. Nước biển sẵn sàng, không bao giờ gọi là tiết kiệm đâu. Cho nên rằng lòng từ bi và lòng bác ái của tất cả những bậc minh sư trên đời, biết chúng sanh nằm trong cái sự ảo giác mộng tưởng và cái sự ô trược ngu xuẩn của kiếp làm người này, thì cũng phải đành chấp nhận, phải đành gọi là thương yêu họ thôi, không làm được gì ngoài việc này ra. Đó là vậy thôi. Thì kiếp làm người là vậy. Giờ minh sư xuống nhân gian này, thế gian này không phải là thế gian của ta, thế giới này là thế giới của ma dương,
Minh sư xuống đây rồi không có chuyện gì trong lành đâu, đôi khi đem tánh mạng này ra để thay đổi nữa, gọi là đổi lấy những sự bình an cho chúng sanh. Chúa Giêsu Kitô lấy máu của mình mà rửa tội cho nhân loại, nó là vậy, và đem cái mạng của mình ra để bị đóng đinh nữa, đó là vậy, gọi là học trò bán có 3 đồng đó, là vậy. Thời đó chúng sanh thời nào cũng vậy cả, thấy chưa? Bồ Đề Đạt Ma từ Thiên Trúc rồng rã đi qua tới Trung Quốc để mà đem cái pháp thượng thừa để độ chúng sanh, nhưng cuối cùng rồi thì nó cũng cho một bát thuốc độc mà thôi. Cũng đâu kết quả gì đâu, nhưng các ngài cũng dẫn đến và dẫn độ chúng sanh. Nào vậy. Thôi mình cũng vẫn thương yêu và tha thứ và tha thứ. Trong ta không có bất cứ những điều gì, như quý vị nói, ta chưa bao giờ thấy người học trò nào, người nào mà phản bội sư phụ cả. Hiểu chưa? Nó có trung thành với ta bao giờ đâu, được gọi mà ta cũng đâu có nghĩ đến cái sự trung thành đâu, mà nghĩ đến cái sự phản bội. Hiểu chưa? Nó đến với sư phụ bằng tình yêu thương và lòng bác ái và sự khao khát mong tìm con đường giải thoát này, thì sư phụ sẵn sàng và dìu dắt qua bờ bên kia. Còn nếu mà nó cứ quay lại thì sư phụ cũng phải nên chấp nhận thôi. Hiểu chưa? Con đường của ta lúc nào cũng đi thẳng cả. Thôi thì chúng sanh đã là như vậy. Ta biết quý vị đã có nhiều thắc mắc những sự khổ ải này, thì thôi mình cũng nên hiểu cho nhân loại một chút và biết rằng trong cái sự khổ ải của họ, họ sống trong sự đau khổ này, thì mình phải chấp nhận triền miên sự khổ ải dịch bệnh đang lan tràn khắp nơi trong đầu thế kỷ 21 này. Thì cha trong năm 20 này nó đã như vậy rồi, mà chúng sinh có khi nào mà giác ngộ đâu, quý vị thấy không? Trên đất Mỹ hay là ở phương Tây phải không? Bây giờ mới biết đeo khẩu trang thôi, hiểu chưa? Hồi xưa cách đây gọi là 4 5 tháng trước ở đất Mỹ đeo khẩu trang mà nó còn chửi nữa, ta nói thiệt với quý vị. Bản thân ta đây, hiểu chưa? Trước khi dịch bệnh này đây xảy ra, cuối năm 19 đây có một lần nọ sư phụ bị cảm, hiểu chưa? Kêu bằng nói chuyện nhiều quá, qua nói nhiều vô cùng nhiều, hiểu chưa? Nói nhiều quá ở bên Mỹ, thời đó là đi vừa châu Âu rồi Mỹ rồi về đây rồi Mỹ nữa, bao nhiêu sự khó khăn, nói nhiều quá nó khan rồi bắt đầu. Rồi kêu bằng là sư phụ cứ dầm nước nữa, rồi dầm mưa nữa vân vân, rồi mấy cái đợt đó bên Mỹ nó lạnh nữa cho nên sư phụ bị cảm. Thấy chưa? Bữa nọ sư phụ đeo khẩu trang. Sư phụ ở trong cái chiếc xe của ta đeo khẩu trang, sư phụ thường thường ta đeo khẩu trang thì có mấy người ở bên cạnh sư phụ không có muốn họ bị lây cái cảm, ở cái cảm bình thường thôi, không có gì. Thấy chưa? Rồi ngày nọ sư phụ mà muốn đeo khẩu trang, ta không có muốn cái cảm này nó lây họ, cho nên ta vừa đeo khẩu trang. Ê, sư phụ quên tháo khẩu trang đó. Ta đi vô trong cái tiệm ta mua đồ, hiểu chưa? Mà hàng trăm cái con mắt nó nhìn ta bằng cái sự gọi là nó muốn nuốt sống ta vậy. Vậy đó. Ê, sư phụ đứng tính tiền mua chỉ có mấy cái miếng salad, miếng rau thôi, mà cái người kia họ đứng bên cạnh cái sư phụ mà họ hầm hầm vậy. Cái sư phụ nói với họ rằng: quý vị làm gì vậy? Tôi chỉ cảm, tôi đeo khẩu trang thôi mà. Bắt đầu có một người nó đang cầm cái bịch salad, họ cũng mua rau cải bịch salad vậy, nó liền vô người sư phụ vậy. Hiểu chưa? Nghĩa là cố tình chọi. Hiểu chưa? Họ không thích người đeo khẩu trang. Yeah. Cái sư phụ nói bây giờ có cảm hay là không cảm gì đi nữa, đeo khẩu trang là một sự gọi là sạch sẽ nhất. Đó là vậy. Mình đeo khẩu trang chính là mình bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người khác. Đây là cái sự respect. Tiếng Mỹ nó gọi là respect, nghĩa là tôn trọng. Vậy đó. Tôi tôn trọng tôi mới đeo khẩu trang. Nếu mà tôi không tôn trọng á, là tôi cặn mặt gì tôi đeo khẩu trang, mà thậm chí tôi bệnh đi nữa tôi cứ mặc kệ. Hay chưa? Thì dĩ nhiên tôi đi đến đâu tôi sẽ lây đến đấy, vậy còn chết hơn nữa. Vậy hay chưa? Cho nên là quý vị thấy bây giờ truyền miên trên vùng đất phương Tây, quý vị thấy chưa? Người này bệnh người lây cho người kia, vừa chết hàng hà bên kia luôn. Với chúng sanh đó là như vậy. Bây giờ quý vị muốn mình nói cái gì họ cũng không bao giờ nghe, bằng một cách dễ dàng như vậy. Hay chưa? Cho nên đời đời kiếp kiếp Minh Sư xuống nhân gian này, độ chúng sanh đều bị chúng sanh truyền miên ám hại thôi. Hay là học trò cũng giống như vậy. Hiểu chưa? Thôi đi, giờ học trò không học trò gì, ta chưa bây giờ coi người nào ở bên cạnh ta là học trò của ta cả. Hiểu chưa? Ta lúc nào cũng nhìn vào, gọi là gì, nhìn vào trái tim của họ, dùng thiên nhãn nhìn vào họ. Hiểu chưa? Họ là một vị Phật đang ngủ mê, một bậc thánh nhân đang chìm đắm trong sự
mê và ảo giác của kiếp làm người này. Hiểu chưa? Cho nên rằng là ta chỉ đánh thức họ mà thôi. Ok. Kính thưa Minh Sư, đây là thắc mắc sau cùng của vị thiền sinh này. Tại sao Ngài không thẳng thắn dạy bảo họ, giúp cho họ thức tỉnh, mà để họ rơi vào tội nhân thiên cổ vì tội phản bội Minh Sư? Kính xin Minh Sư khai thị. Rồi, cũng có nói chứ, làm sao không nói, đâu phải ta một mình ta đâu. Luôn luôn đời đời kiếp kiếp, gọi là Minh Sư xuống nhân gian này đều dạy không phải một mình sư phụ. Đời 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 kiếp kiếp, Minh Sư xuống nhân gian này đều dạy chúng sanh sống có đạo đức, sống sự tu hành, sống gọi là biết hướng thiện, làm lành, vân vân. Đời đời kiếp 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 kiếp, chúng sanh Minh Sư đều gắn liền với nhau và dạy và dìu dắt ra khỏi cái bể khổ, ra khỏi cái kiếp khổ ải của Mai Dương này. Hiểu chưa? Chứ không phải là sư phụ không dạy, một mình ta không nói đâu. Hiểu chưa? Mà đời đời kiếp kiếp họ đã gọi là từng nghe, từng được nhắc nhở bởi bậc Minh Sư. Hiểu chưa? Người Việt Nam mình có câu ca dao: uống nước nhớ nguồn, ăn quả biết người trồng cây. Hiểu chưa? Hiếu thuận là đặt trên hàng đầu, tôn sư trọng đạo, nhất già tôn sư. Đó là vậy. Là học lớp mẫu giáo là đã thuộc lòng rồi. Nhiều người chưa có đến lớp nữa là đã thuộc cái câu gọi là uống nước nhớ nguồn. Hiểu chưa? Ăn quả biết người trồng cây. Người Việt Nam mình, ôi cái câu này hình như người Việt Nam mình nó thấm đau trùng tim mà. 4.000 năm văn hiến kêu bằng là thấm trong máu rồi. Hiểu chưa? Ăn một cái quả, uống một bát nước là phải nhớ nguồn. Cho nên quý vị thấy hình như là ta nhớ rằng là mình có một nhạc sĩ họ làm bài ca được gọi là bất cứ mình đi đâu cũng đều nhớ nguồn cả. Hiểu chưa? Cái bài quê hương này phổ biến khắp mọi nơi đất nước mình, đứa nít 3 tuổi, 2 tuổi nó vẫn còn biết mà. Hiểu chưa? Nhưng đã nói rồi, chúng sanh sống trong sự mơ hồ và ảo giác cho kiếp sống cái làm người này triền miên đau khổ thôi đi. Quý vị cũng nên tha thứ và tha thứ. Hiểu chưa? Ta lúc nào cũng cầu sự bình an và bình an này đến cho nhân loại, cho chúng sanh sống trong thời dịch bệnh này đây. À, lúc nào sư phụ cũng cầu sự bình an cho họ. Người học trò hay là không học trò gì cũng vậy, ta cũng hết sức hết tâm. Hiểu chưa? Cuộc sống này là vậy. Mình có làm gì, mình có nói gì đi nữa đi, chúng sanh nó sống trong sự khổ ải bởi vì ma dương. Hiểu chưa? Họ không đủ đức tin, họ không đủ lực lượng, không đủ cái sức mạnh để họ vượt qua thì phải chấp nhận nó vậy. Hiểu chưa? Thôi thì mình nên tha thứ và tha thứ. Không có cách nào đâu. Hiểu chưa? Sư phụ hiểu những sự khó khăn của quý vị. Ta hiểu bởi vì quý vị đang nhìn thấy nó. Hiểu chưa? Thôi thì bây giờ quý vị đã có pháp tu rồi thì cứ giữ pháp mình tu đi. Hiểu chưa? Hằng hà sa số chúng sanh nằm trong khổ ải nó vậy. Thời này quý vị phải nên giữ cho mình. Hiểu chưa? Thiền định và ăn chay là một nếp sống cao thượng nhất. Thiền định và ăn chay là một nếp sống thiêng liêng trên thế giới loài người của chúng ta. Đó. Một nếp sống bình an và phúc lạc. Đi đến đâu, bất cứ ở chỗ nào, mình cũng giữ cho mình những cái sự an lạc, bình an này. Đi chỗ nào, ngồi ở đâu, bất cứ ở đâu, giữ sự bình an cho mình. Mình được bình an rồi thì thế giới sẽ được bình an. Đó là vậy. Thôi thì đây là những gì sư phụ nhắc nhở cho tất cả thiền sinh hay là cũng như những người đã có duyên. Hiểu chưa? Thế giới bất ổn lắm, nhiều sự đau khổ. Hiểu chưa? Gắng giữ sự khẳng định cho mình, thương yêu lẫn nhau, đời người ngắn ngủi. Đầu thế kỷ 21 và bước vào năm 2020 này, triền miên những sự khổ ải của nhân loại và chúng sanh, thì mình nên thương yêu. Bây giờ mình không cần nói phủ định nó cũng đến với quý vị nữa. Hiểu chưa? Không cần chửi rủa và phỉ báng người đi nữa đi á. Cái nghiệp lực này nó cũng đang đến với mình như thường. Hiểu chưa? Hà cũng chi là mình sanh nó ra làm chi nữa. À, vậy cho nên những gì sư phụ đã nhắc nhở, những gì ta đã khuyên dạy mọi người, gắng giữ cho mình vệ sinh sạch sẽ. Hiểu chưa? Vẫn giữ cho quý vị một nếp sống an lạc, khỏe mạnh, hùng mạnh, tươi cười, vui vẻ. Hiểu chưa? Vui hàng ngày với nụ cười khi quý vị thức giấc mà mở mắt ra thấy được ánh nắng ban mai, thấy được người xung quanh của mình là cảm ơn Thượng Đế. Hiểu chưa? Cảm ơn và cảm ơn trời đất đã bao dung và thương yêu mình. Và mở mắt ra thấy mình
đã còn gọi là được bình an, là cảm ơn thêm một giờ và một ngày nữa là chúng ta ở thế giới này đây. Chúng ta không bị lôi kéo bởi nghiệp chướng, và chúng ta không bị lôi kéo bởi những sự khổ ải của chằn ai này, bỏ lợi nhục thể, gọi là dơ bẩn ô trược này đây. Cho nên là sống trong thời dịch bệnh này là một cái sự gọi là khó khăn nhất trong cuộc sống của con người. Đi đâu cũng đều có những sự dơ bẩn cả. Thấy chưa? Cho nên sống khỏe, sống vui, sống bình an, ăn chay và thiền định. À, là vậy. Cho nên là sư phụ chỉ khuyên dạy mọi người gắng ăn chay. Yeah. Ăn chay là một điều tốt nhất. Ăn dinh dưỡng. Yeah. Ăn dinh dưỡng, đừng sát sanh, đừng tàn phá thiên nhiên vì cuộc sống của mình, vân vân. Thì quý vị sống trong sự an lạc lắm. Chỗ nào mình cũng sống an lạc hết. À vậy, thế giới này không cần quý vị tranh đấu với nó và làm gọi là xáo trộn lên nữa. Nó cũng đem cho mình sự xáo trộn như thường. Hiểu chưa? Cho nên muốn tránh những sự gọi là xáo trộn thì quý vị phải nên sống cho mình sự an lạc trước. Đó là vậy. Thôi đi. Mình sống trong sự an lạc này là tốt nhất cho mình. Okay. Thôi đi vào một buổi sáng bình an giữa đảo khơi trùng dương như vậy. Sư phụ xin gửi những lời chúc bình an và bình an theo mây theo gió, vân vân. Cởi mây cởi gió, vượt qua đại dương mênh mông, gửi đến cho muôn loài chúng sinh trong sự an lạc, bình an. Gửi đến cho thiền sinh khắp mọi nơi, những người có duyên hay là những người không tu, những người có tu, gửi đến cho thế giới sống trong trái đất ô trược và bất ổn, dịch bệnh khắp nơi, qua lời chúc bình an này của ta, và một lời an lạc và một sức sống bình an qua lời khuyên của sư phụ đến với mọi sinh linh trên hòa địa cầu. Nên sống gọi là yêu thương, sống hùng, sống mạnh, sống sự an lạc, sống vui, sống khỏe và sống đầy sức sống với niềm vui bên trong, biết thương yêu những người thân của mình, người nào mà mình đã có duyên với nhau, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, bạn bè, thân thuộc, là mình nên gọi là tạo một cái phúc an lạc, bình an này, tạo một cái phúc gọi là hạnh phúc đến cho bản thân của mình cũng như đến cho những người thân của quý vị, bạn bè, thân thuộc hay là bất cứ người nào hàng xóm láng giềng của mình với một niềm an lạc của mình. Đây là những gì quý vị tạo công đức và phước báo đến cho muôn loài chúng sanh là vậy. Thôi thì một lần nữa sư phụ xin chúc bình an đến cho tất cả thiền sinh tu hành pháp môn âm thanh ánh sáng một đời giải thoát. Ok. Ta vào học trò ra đạo cô rồng, tham tình nhập tình giữa biển khơi, khánh cho thế giới được bình yên, chẳng ăn cơm cùng phòng và bao tố. Chẳng ai biết đường tu dài to, chẳng ai hiểu ngôn ngữ của ta, vì chúng sanh đều là nhân loại, vì thế gian bị che phủ bởi vô minh. Họ đang sống trong nghiệt ngã, hằng hà xa số bao đời này, chẳng thấy minh sư không bao giờ giác ngộ. Ta là minh sư tại thế.